Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Chúc cho tất cả quý anh chị khách hàng có những giây phút xem video thật là vui vẻ nha. Rồi thì hôm nay là bước sang tuần đầu tiên của tháng 8 2024 rồi. Video này Nam sẽ cập nhật giá xe Wen Pha 2024, Wen Pha 2025 và chương trình khuyến mãi với chương trình trả góp của dòng xe này. Anh chị nào mà đang quan tâm về dòng xe Wen Pha thì cùng tham khảo video này của Nam nhé. Rồi thì hiện tại Wen Pha bên em gần như có đủ tất cả các phiên bản và đủ tất cả các màu luôn đó anh chị. Ví dụ như phiên bản tiêu chuẩn thì ở đây Nam có sẵn màu xanh đen nè, màu trắng, màu đỏ. Phiên bản đặc biệt thì bên Nam đang có sẵn màu đen nhám. Phiên bản cổ điển anh chị thì bên Nam đang có màu màu này gọi là màu xám xi măng nè anh chị. Và cái phiên bản cổ điển màu mới nè anh chị. Màu này là màu xanh ha. Ngoài ra thì bên Nam đang có sẵn thêm cái màu vàng với lại cái màu xám đang trưng bên dưới showroom. Thì một chút xíu nữa Nam sẽ quay cho anh chị xem hai cái màu kia sau. Bây giờ Nam sẽ quay cho anh chị xem những cái màu này và báo giá trước ha. Rồi thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 5 tây tháng 8 2024 rồi. Nam sẽ quay phiên bản nào báo giá phiên bản đó luôn để cho anh chị tiện theo dõi và tham khảo hơn. Đầu tiên đó là phiên bản tiêu chuẩn nha anh chị. 2024 với 2025. Đây là 2025 nè anh chị. Về thực chất Nam nói xíu về vấn đề giống và khác nhau của hai xe này xíu nha. Về thực chất mẫu 24 với 25 anh chị là thực tế là nó y hệt nhau. Kể cả về phần động cơ nè, về công nghệ, đèn pha, về máy, tất cả đều giống nhau hết anh chị. Nó chỉ khác nhau mỗi con cái là cái tên phiên bản và cái nước sơn với cái tem dán thôi. Nói ví dụ Nam nói hai chiếc xe này, thậm chí là mấy chiếc này luôn. Anh chị nhìn xem, thiết kế của nó là không có gì khác biệt từ mặt nạ, từ đèn nè. Đó, nó chỉ khác nhau về cái màu sơn bên ngoài và tem. Đây, Nam quay cái tem nhãn dán năng lượng, mức tiêu hao nhiên liệu là anh chị sẽ biết ngay. 1,72 lít cho Wen Pha 110 phân khối sử dụng bộ chế quạt khí bình xăng con. Đây anh chị, 1,72 lít nè. Đây, chiếc màu xanh bản tiêu chuẩn nè. 1,72 lít trên 100 km. Tất cả đều là bánh căm thắng đùm ha, tất cả các phiên bản luôn. Bánh trước bánh sau giống nhau, căm chỉ thắng đùm, không có thắng đĩa cũng không có bánh mâm luôn. Đó là nguyên bản của nhà sản xuất nha. Còn anh chị mua thắng đĩa hoặc bánh mâm lại 100% xe đó độ lại. Nam quay sơ phía sau cái nó cho anh chị xem nè. Đó, về cái mẫu mã là không có gì khác biệt luôn anh chị. Khác biệt duy nhất ở đây là cái màu sơn và cái tem thôi. Còn lại là y hệt nhau ha. Rồi mình trở lại vấn đề nha. Nam sẽ quay và báo giá từ phiên bản tiêu chuẩn trước nha. Rồi sau đó sẽ dài lên phiên bản đặc biệt và bản cổ điển. Đây anh chị. Đối với dòng xe zin của nhà sản xuất Honda anh chị thì bản tiêu chuẩn sẽ có 3 màu ha. Màu xanh, màu trắng và màu đỏ. Đây là màu xanh nè anh chị. Xe này là 2024 nha, 2025 thì nó có hai màu thôi, màu xanh với màu xám thôi anh chị. Còn cái màu xanh này là màu xanh 2024 nha. Thực tế mình gọi 25 vậy thôi, với thực tế đá sản xuất vẫn dán 2024 nha anh chị. Xe trắng nè. Rồi, bên đây là xe đỏ. Đỏ là đỏ tươi nha, không có đỏ đậm nha anh chị, lưu ý nha. Và tất cả đèn trên xe này đều là đèn cơ hết, đèn sợi đốt halogen, đèn pha nè, đèn xi nhan, đèn hậu phía sau luôn. Đều là đèn halogen hết nha anh chị. Đây, bánh xe nè, bánh căm thắng đùm. Có điều cái bản tiêu chuẩn á, với bản đặc biệt á, là cái phuộc nó sơn màu đen nha. Đó, còn bản cổ điển á, thì phuộc nó sơn màu bạc. Vẫn là cái phuộc đó thôi, nó khác nhau về cái nước sơn thôi. Rồi, Nam quay cái phần sau cái nữa, Nam báo giá luôn nha. Đây, tem xe nè. Đó, tem xe của xe màu xanh nè anh chị. Rồi, tem xe của xe màu trắng nè. Rồi, tem xe của xe màu đỏ nè, nó y hệt nhau ha. Phần tem xe là nó giống nhau nha anh chị. Tay dắt phía sau đều là nhựa đen hết nha. Rồi, Nam báo giá luôn. Wen Pha phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ, màu trắng, màu xanh đậm này bán bằng giá với nhau nha. 18.500.000 Wen Pha màu xanh đậm, màu trắng, màu đỏ, 18.500.000 nha anh chị. Rồi, tiếp theo phiên bản đặc biệt một màu duy nhất đó là màu đen sơn nhám. Wen Pha hiện nay không còn sản xuất màu đen sơn bóng nữa nha anh chị. Lưu ý ha, tại vì cái này là mặc định của nhà sản xuất nha anh chị. Có nhiều anh chị vẫn còn đi tìm màu đen sơn bóng, lý do là nhà máy không sản xuất mới nữa nên bên này không có thôi chứ không gì. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu vẫn là 1,72 lít. Tất cả các xe Wen Pha đều sử dụng chung khối động cơ 110 phân khối, bình xăng con nha anh chị, bộ chế quạt khí đó. Phuộc sơn đen, căm đùm. Rồi, tem dán nè anh chị. Đen này đen nhám nha. Anh chị nào thích màu đen mua chiếc này là hết bài luôn đó. Nó gần như là đen nguyên con luôn anh chị. Vì sao? Vì cái yếm nó màu đen luôn nè. Cánh bửng trong nó màu đen luôn, yếm nó màu đen luôn. Nắp ta lái nè, nắp bờ cổ chứ, yếm ổ khóa nè. Rồi, ốp sườn nè, tem nè anh chị. Cái tem này thì khá là cá tính ha. Rồi,
tháng sau đều là thắng cơ hết nha, xe nào cũng vậy, tháng trước tháng sau đều là thắng cơ thắng đầm hết nha, cầm chỉ thắng đầm. Ổ khóa cơ đồng hồ cơ hết nha anh chị, đây đây đồng hồ cơ đây. Đó, đồng hồ cơ nhưng mà vẫn báo đầy đủ các thông số nghe anh chị, ví dụ như là km này, vận tốc này, cốt pha này, nhiên liệu này, cấp số này, xi nhan trái phải này, công tắc cốt pha này, kèn xi nhan vẫn là không có công tắc đèn nha. Chìa khóa đây, chìa khóa cơ, chìa khóa 3 trong 1 nha anh chị, anh chị muốn mở yên phải ghi phía sau ha, chứ không có tích hợp vô khóa chính nha. Rồi qua alpha phiên bản đặc biệt cái màu đen sơn nhám này, bên em đang bán ra với mức giá là 19 triệu nha anh chị. Qua alpha màu đen nhám bản đặc biệt 19 triệu, cao hơn 500 ngàn so với bản tiêu chuẩn. Nó chỉ khác nhau cơ bản về cái màu và cái tên thôi nha anh chị. Rồi tiếp theo ở đây Nam sẽ quay cho anh chị xem trước hai cái màu này ha, rồi sau đó em sẽ quay cho anh chị xem cái màu xám của phiên bản cổ điển mới và cái màu vàng đây anh chị. Đó, xám xi măng với lại màu xanh, xanh này là xanh nhám nha, phối xanh nhám với lại xanh bóng, và tem mới thôi, có chiếc này khác với mấy chiếc còn lại thôi. Rồi phục bạc yên vẫn là yên đen nha anh chị. Cánh bẩn thì màu xanh luôn đối với cái quên pha 2025 nè. Lốc máy là giống nhau nha, đây tem nè, bọc sơn gấp nè, sơn màu đen luôn. Rồi thắng sau là thắng cơ hết nha, đây thắng sau là thắng cơ, lò xo phục sơn màu bạc. Tem xe của chiếc màu xám xi măng này anh chị. Rồi cái chiếc xe màu xám xi măng á, thì cánh bửng trong với cái yếm nó là màu trắng nha, còn cái màu xanh nhám này á, là cái yếm trong với cái bửng này là nó màu xanh sơn bóng. Còn lại đồng hồ vẫn vậy nha, chịu ổ khóa vẫn vậy luôn, đây đồng hồ cơ nha, đó chìa khóa cơ. Rồi chiếc màu xám xi măng cũng vậy luôn. Anh chị muốn mở yên á, là anh chị phải ghim cái ổ khóa ra phía sau chỗ này nè. Đó, mở yên lên. Đây, cốp xe thì tất cả các xe cốp giống nhau hết nha. Cốp này chỉ để được bao tay, mắt kính, khẩu trang, bóp tiền, những cái vật dụng nhỏ nhỏ thôi, chứ mũ bảo hiểm là không để vừa nha anh chị. Kể cả mũ bảo hiểm loại nhỏ luôn cũng không để vừa nha. Đó, rồi bình xăng để đây. Dung tích là chứa được 3,7 lít xăng nha. Rồi qua alpha phiên bản cổ điển màu xám xi măng với màu xanh mới 2025 này, bên em đang bán ra mức giá là 20 triệu, 20 triệu nha anh chị, màu xám xi măng với màu xanh mới này. Rồi tiếp theo đó là màu xám của 2025 và màu vàng nhạt đây anh chị. Màu vàng nhạt là màu này nè anh chị, và anh chị lưu ý ha, cái màu vàng nhạt này là hiện tại nhà máy đã ngưng sản xuất mới rồi nha anh chị, không còn sản xuất mới cái màu vàng nhạt này nữa. Vì thế là anh chị nào thích cái màu này á, thì có thể tranh thủ đi mua sớm ha, tại vì sau những cái xe này á, thì sẽ không còn ra mới nữa mà đối với màu này nha. Đó. Rồi cái màu vàng nhạt này thì bên em đang bán ra với mức giá là 19 triệu 500 ngàn qua alpha màu vàng nhạt này, 19 triệu 500 nha anh chị. Còn cái màu xám đây anh chị, màu xám bóng nha, của phiên bản 2025, cũng là phiên bản cổ điển luôn nhưng mà nó là màu mới 2025. Nam có làm cái clip review chi tiết cái màu này rồi đó anh chị nào quan tâm thì có thể vào kênh Nam xem chi tiết lại nha. Thì cái màu này bên em đang bán ra mức giá là 20 triệu nha anh chị, nó bằng giá với cái màu xanh nhám với màu xám xi măng. Rồi thì anh chị lưu ý ha, tất cả giá xe Nam báo nãy giờ là đã bao gồm VAT hết rồi nha anh chị, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Những anh chị nào mua xe cửa hàng bên em là Head Honda Tân Tiến 2, địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên em nằm ở khu vực thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha. Anh chị nào mua xe cửa hàng bên em và đăng ký ngoài tỉnh á, thì Nam giao xe giao hồ sơ gốc về anh chị tự đăng ký biển số nha. Còn những anh chị nào mua xe cửa hàng bên em và đăng ký thuộc về các huyện nằm trong địa bàn khu vực tỉnh Đồng Tháp, đăng ký về huyện thì giá này Nam bao anh chị ra tới biển số cầm trên tay, không phát sinh thêm tiền. Lưu ý là giá xe được báo vào ngày 5 tây tháng 8 2024 và giá xe có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha anh chị. Đó, đó là về giá xe. Tiếp theo đó là về chương trình khuyến mãi, rồi sau đó sẽ là chương trình trả góp. Chương trình khuyến mãi thì anh chị mua xe từ nay đến hết ngày 30 tây tháng 9 2024, đến hết 30 tháng 9 2024, anh chị mua bất kỳ cái phiên bản quen pha nào, bất kỳ phiên bản màu nào, đối với dòng xe quen pha 24 cũng được, 25 cũng được, thì anh chị sẽ được nhận một trong hai lựa chọn sau. Một là hai cái mũ bảo hiểm 3/4 đầu chính hãng Honda nha anh chị. Còn nếu không lấy hai mũ bảo hiểm thì anh chị sẽ nhận là một cái thẻ cào điện thoại trị giá là 500 ngàn. Một trong hai, một là hai mũ bảo hiểm Honda chính hãng 3/4 đầu, hoặc là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 500 ngàn đồng. Rồi nếu mà nói về trả góp á, thì xe này anh chị đưa trước số tiền tối thiểu tầm khoảng 5 triệu là có thể lên hồ sơ trả góp được nha.
5 triệu nha. Còn nhiều anh chị hỏi là mua trả góp của Enfa mà không đưa tiền trước thì bên em làm không được nha anh chị. Bên em không có chương trình trả góp mà không đưa tiền trước nha. Phải đưa trước tầm khoảng tối thiểu tầm khoảng 5 triệu ha. Để có thể lên hồ sơ được. Thủ tục thì chỉ cần duy nhất căn cước công dân bản gốc và khách hàng đủ 18 tuổi trở lên tính trên mặt giấy tờ, không bị nợ xấu thì bên em hỗ trợ được ha. Còn những trường hợp bị nợ xấu thì cũng thua luôn nha anh chị. Ở xe bên em có đủ tất cả các phiên bản và đủ tất cả các màu, xe sẵn giao ngay khu vực thành phố Cổ Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha. Anh chị nào ở gần khu vực này quan tâm có nhu cầu thì liên hệ Nam. Thông tin liên hệ Nam để bên dưới phần mô tả của video, hoặc là anh chị cứ comment để lại số điện thoại của anh chị bên dưới phần bình luận đó. Nam sẽ điện thoại lại tư vấn cho anh chị cụ thể và chi tiết hơn ha, về giá xe, về màu sắc, về trả góp, về khuyến mãi vân vân. Anh chị nào muốn biết chi tiết thì cứ liên hệ hoặc là để lại số điện thoại ha. Xe này thực chất Nam nói lại một câu cho anh chị dễ hình dung, dễ hiểu, là tất cả những chiếc xe này anh chị đang xem trên màn hình nè, là nó hoàn toàn giống nhau, nó có một chiếc thôi, nhưng mà nhà máy người ta sẽ sơn nhiều màu, đặt tên nhiều phiên bản, chỉ vậy thôi. Chiếc xe đều sử dụng chung khối động cơ 110 phân khối anh chị, thắng sau là thắng cơ, bánh trước bánh sau câm đùm giống nhau, rồi chìa khóa cơ, đồng hồ cơ, bình xăng cơ hay gọi là bình xăng con đó anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu giống nhau, kiểu dáng giống nhau, chỉ khác nhau cơ bản về tên phiên bản, về màu sơn, về tem dán, chỉ vậy thôi, không có gì khác biệt nữa anh chị. Đó. Rồi thì đó là tất cả thông tin về cái dòng xe Enfa 2024-2025. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam ha. Thì Nam thấy hiện tại giá Enfa ở khu vực của Nam thì nó cũng đang khá là tốt so với thời điểm trước. Lưu ý là Nam chỉ nói giá ở khu vực của Nam thôi nha, chứ Nam không có so sánh giá chỗ khác nha anh chị. Anh chị đi 10 cái tỉnh thì giá bảo đảm là nó khoảng nó khác nhau hết 10 cái rồi, bảo đảm luôn. Vì thế là giá anh chị cứ tham khảo ha. Cảm thấy bên Nam được thì liên hệ Nam hỗ trợ thêm. Còn cảm thấy mà giá chưa được thì coi như là xem video để có thêm thông tin hoặc giải trí nha anh chị. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi video của Nam. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới ha, cũng như là về giá xe nè. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về giá xe ha, về khuyến mãi, về trả góp để cho anh chị quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.